Sau một ngày tranh giải đầy sôi động, giải quần vợt cúp các câu lạc bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ 15 đã tìm được chủ nhân của các ngôi vị cao nhất. Ban tổ chức đã trao tổng cộng 92 huy chương các loại, gồm 24 huy chương vàng, 24 huy chương bạc và 44 huy chương đồng cho các vận động viên tại 13 nội dung thi đấu. Câu lạc bộ thành phố Ninh Bình đã chứng tỏ được sự vượt trội khi về nhất 9 nội dung, qua đó xếp thứ nhất toàn đoàn. Câu lạc bộ Sở Xây dựng xếp thứ hai và câu lạc bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội xếp thứ ba.